Có vẻ như là đoạn này thay đổi. Nhưng nó không lên vồ mình nhỉ. Ok. Chúng ta đi xuống dưới này. Mình có bỏ bỏ qua viên pha lê nào không nhỉ? Có thể vượt qua đây. Tìm gợi ý. Mình có, đúng rồi. Đây 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 đây. Kiểm tra mấy cái tủ bếp đi. Mình nhớ mình phải kiểm tra cái phòng này. À, kiểm tra cuốn sách ở đây. Không phải à? Một cái xác con mèo ở bên trong. Hay vào thư viện nhỉ? Mình tưởng là mình phải làm cái gì đó, con này mới chịu dùng cái bật lửa để xử con kia. Đây là phòng này thật. Mình phải tìm cái gì đó ấy. Đây 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 rồi. À mình nhớ cuốn sách này có một con gà, có một cô bé cô gái người sử dụng sức mạnh bí ẩn để điều khiển con lửa. Và khi mà cô ấy đi trên một hành trình để tìm gia đình thì cô ấy đã bị chia rẽ, mà cô ấy bị chia rẽ bằng cách niệm lên đốt cháy tất cả mọi thứ trên đường của ta. Cô ấy đã sử dụng tất cả đó để sử dụng đối thủ mình. Nhưng mà nghĩ cuối cùng sức mạnh của cô ấy đã vượt ngoài tầm kiểm soát và hủy diệt thế giới. Vậy cô ấy không bao giờ gặp lại gia đình của mình nữa. Cô ấy đã hoàn toàn là cô đơn, một cô gái đáng thương, tất cả cô đơn. Nếu mà mình mất đi bố, mình cũng sẽ trở nên cô đơn. Mình không muốn điều này. Mình cần phải cứu bố cách nhanh chóng. Cái này hết rồi, cái đọc rồi. Thỏ á, mình còn thỏ đâu. Rồi, chúng ta đã có gợi ý rồi. Chúng ta sẽ xuống dưới này. Mình không thể vượt qua đây, nhưng mình nên làm gì? À, giống như là trong chuyện quả trứng lửa. Hay đốt cháy tất cả mọi trên đường mình, đúng vậy, mình có thể đốt cháy nó, nhưng làm thế nào? Thì đấy. Ok. Nhận được bật lửa. Mình nên làm gì? Thực sự bật lửa rồi mà. Còn cái gì đó mình quên mất đấy. Hẳn là mình phải vào cái chỗ này, mình phải lấy dầu nữa. Dầu ở trong này đúng không? Mình nên tránh xa nó ra. Mình được dầu. Đây. Mình được một cái viên pha lê nữa, đúng không? Ôi, cái gì đấy? Mình quên mất cái đấy. Mình gì giật mình. Lỗi. Ok. Sẽ xuống dưới này. Hôm nay có nhiều người xem nhỉ. Chúc các bạn một buổi tối vui lành. Buổi tối tốt lành. Rồi đổ dầu lên và châm lửa. Yes sir. Boom. Tính ra nó cũng được một nửa game rồi đấy. Nó cháy, nó đau, giúp tôi. À, không. Nhiều lúc thì mình cũng không biết là mình sử dụng từ tiếng Việt như thế nào nữa. Thôi, cháy lên nào, nửa cao nguyên. Ok, đây là phòng thí nghiệm. Maria, tiểu thư, tôi bị thương rồi. À, nhưng tôi sẽ ổn thôi. À, hãy quên tôi đi. Hãy trốn thoát, hãy trốn vào nơi nào an toàn. Nó rất nguy hiểm ở đây. Cha ở đâu rồi? Tôi nghe thấy tiếng ông ấy hét từ phòng của tôi. À, mình phải cứu bác sĩ. Không thể đi lại như vậy được. Nhưng, Maria, chuyện gì đã xảy ra với bố? Bác sĩ đang ở trong phòng, đang ở với vợ ông, vợ cô, vợ ông ấy.
cô ấy, vợ ông ấy, mẹ của tôi. Cô là sao, Maria? Maria! Ôi trời, có vẻ như cô ấy đã ngất xỉu rồi. Một lần nữa. Giờ trong bất kỳ lúc nào thì có vẻ như cha của ông đã đi lên phía trước rồi, sâu hơn vào phía dưới mê cung ở phía dưới. Maria đã thấy cái gì? Mẹ đã mất đúng không? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đừng nói với tôi rằng lời nguyền. Tôi chỉ có thể xác nhận được sự nghi ngờ của cô bằng kiếp bằng việc tiếp tục tiến lên, phải không? Đúng là một gã kỳ lạ. Rồi, ta sẽ không đi tiếp vội vào phòng này. À, sếp này. Để ý. Rồi. Nhận được một cái hộp gỗ. Ok, xác các kiểu một phần. Nhận được hộp mắt. Tiếng cười. Tiếng cười được quen nhỉ? Lúc trước hình như cái đây mấy hôm mà mình chơi cái Paranormal Syndrome Remake xong ấy. Có gì đây không? Kiểm tra được cái gì đây không? Lút được cái gì không? Không à? Ôi đang ngất xỉu. Đi qua. Rồi. Chào bố. Bố. Wow. Vết thương à? Mẹ, có phải là mẹ không? Đợi đã. Không thể nào, nó thật sự là mẹ ư? Mình không thể nào nhầm được, đó là mẹ. Vậy là kể cả mẹ đã, nó hẳn là bởi vì lời nguyền, phải không? Cô vẫn chưa để ý ư? Cái bi kịch này đã được mang bởi sức mạnh của lời nguyền của một phụ nữ. Sự trừng phạt, sự căm hận cho cha của cô, cái đó đã trở thành một lời nguyền. Nhìn lên cái chết của cha của cô, có lẽ là người đàn phụ nữ đó là, đúng vậy, cô đã nhận ra rồi ư? Đúng vậy, đó là mẹ của cô. Không thể đúng được. Tại sao cô lại nghĩ vậy? Bởi vì mẹ tôi yêu cha, yêu bố. Cô ấy, bà ấy còn hiểu được cả việc làm của ông ấy, và ông ấy cũng yêu mẹ. Không phải là mẹ đã hạnh phúc ư? Tôi không thể tin được là mẹ là có mối căm hận với cả bố. Nhưng có thể là mẹ nó không thích cả bố lẫn cả Maria. Mình không muốn nó thành sự thật nhưng... Vậy thì cô sẽ đi tìm sự thật ư? Có gì anh chơi Misao luôn đi. Chắc cũng chơi thôi. Tại vì Misao thì nó cũng ở trong Steam của mình nhưng mình chưa động vào, mình chỉ mua nó để sưu tầm ấy. Có lẽ là sẽ chơi. Và một stream end game. Tiếp tục quá trình một stream end game. Có phải mẹ ghét bố ư? Nó không thể nào là đúng được. Và mẹ đã hứa rồi. Mẹ không thể quên được lời hứa của mẹ. Rồi chúng ta nên quay lại. Đừng có dọa mình không sợ đâu. Mà cho các bạn xem stream ở đây thì có ai xem cái game mới nha 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 kỵ nha 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 cơ thể mình đâu rồi á? Bạn thấy game này hay không? Mình nhớ sẽ có xác nó đuổi mình rồi nhỉ. Cơ thể đâu rồi? À đúng rồi, cơ thể ở dưới này đúng không? Không à? Đây đuổi theo mình. Thì Yakuri game đấy mình thấy nó rất là dễ thương ấy, mà game đấy mình làm hết vào tháng 2 năm nay ấy. Nha. Rồi. Tìm thấy nó rồi. Cảm ơn vì cô. Ra được một cái viên pha lê nữa. Tiếp rồi.
Đếm lần nữa. Một cái gã đàn ông đang lẩm bẩm nguyền rủa cái gã trẻ tuổi đó làm tất cả mọi thứ mà người phụ nữ đó nói và điều khiển và bị điều khiển mà không nhận ra được nhân dạng thật của cô ấy. Cái người phụ nữ đó chuẩn bị tạo ra một con quỷ. Tôi trở nên điên cuồng hơn cả tên bác sĩ. Sao cũng được, tại sao mình nên lại phải quan tâm nhỉ? Thứ gì đang sáng ở trong đấy? Mình nhớ mình phải đi tìm cái thang. Đây là cái thang đây rồi. Mở được cái cửa. Rồi. À đi về đi lên đây gặp con chó nhỉ? Chó đâu rồi? Thang là chó không ở đây nữa. Đã bị hoàn toàn gặm nát. Xếp cái đã. Speedrun game cực nhanh nào. Tôi mới chết được có một lần nữa. Nó là kinh nghiệm cả rồi bạn. Mình lần hai chơi game này làm gì có chuyện là mình cứ thua liên tục đấy chứ. Rồi. Ta sẽ lấy được cái cưa. Đây là nhận được một cái cưa nhỏ. Sử dụng C. Nói chung là tất cả đống này là nó chỉ được cổng cờ và câu là bấm C để sử dụng. Mình nhớ là lúc mà cha mắng mình khi mình chơi với cái này một lần rồi. À da, còn đang làm cái gì một cách chơi với cho nó chơi với cái gì vậy? À, quay cua quay cái gì vậy? Xin lỗi. Xin lỗi. Đây không phải là đồ chơi, nó là một món đồ dùng rất là nguy hiểm. Hiểu chưa? Đừng bao giờ chơi với thứ gì đó giống như cái này nữa. Con xin lỗi. Bố. Ta mừng là con không bị tổn thương. Nó khá là cũ rồi. Nó khá là kỳ lạ chứ. Ta tưởng ta đã để cái này ở nơi nào đó khác mà ngoài tầm với của con. Con đã tìm thấy cái này ở đâu vậy Aya? Con xin lỗi. Con xin lỗi bố. Yes. Yeah, để ra đi cầm cưa rồi. Brum 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 brum. Ok, nhận được cái kia. Brum. Brum. Kiểu kiểu con bé 10 tuổi cầm cái cưa đi ngồi cua cua xung quanh ấy. Buồn cười thật. What? Cái gì đấy? Có thứ gì đó đang nằm lấy chân của mình. What? Không. Mình cần sẽ bị kéo đi. Lại cái này nữa à? Lại cái này nữa à? Thật sự. Ok, chạy nhanh. Cái này không còn là spam ZZZ nữa mà cái này thành audition rồi. Cái tiếng gì đây? Ui! Cái này mới đúng không? Mình không nhớ có cái dọa này trước đây. Chào mừng quay trở ra thưa quý cô. Ui. Chào mừng quay trở ra thưa quý cô. Tại sao lại có máu mình ở đây? Tại sao nó hiện máu mình trên kia? Mình không cầm cưa ra được. Cưa mình đâu? Cưa mình đâu? Rồi ba em lấy cái này khá là dễ mà. À từ 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 mình quên mất, mình quên mất, mình quên mất, mình quên mất, mình quên mất cái rất quan trọng, mình quên mất cái rất quan trọng. Có gì đó ở dưới chân cô ấy. Đây là chìa khóa phòng đấy, cái này rất quan trọng nhá. Bạn nào không lấy được cái này bạn ấy không lấy được cái end đâu, là phải chơi lại cả game đấy. Rồi. Brum. Nhận được kim. Mình có cầm cưa đúng này không? Ông ơi, ông sợ ông ơi. Ông ơi. Ok, ông ấy không sợ. Tạm biệt. Không đi qua được đây.
đây. Rồi. Có bao nhiêu gem nữa? Mình có 12 gem trên 21 rồi. Cửa đã bị khóa bên trong. Mình không thể thấy, không thể thấy cái gì cả. Gã đàn ông đó lấy đi mắt của mình. Tìm người đôi mắt ư? Có thể. Mình có, tôi có đôi mắt, tôi có một vài mắt ở đây, có phải là của cô không? Phải đang khóc. Mình không nghĩ là cô ấy có thể nghe tiếng mình. Rồi, nó lại trèo lên trên đây. Ta sẽ vào đây. Ta sẽ lấy nước. Rồi, múc nước, chắc là không có pa nào, nó ngồi móc mình đâu nhỉ. À ha, ta sẽ đi xuống. Cái nhà này nó bệnh hoạn đủ rồi. Nhưng mà đây là thứ hai mình chơi rồi, mình không sợ nó. Không ngạc nhiên hiểu không? Thì mình không có ngạc nhiên lắm. Chỉ là những cái mới thì mình mới sợ thôi. Có thể như là... đi xuống á. À từ từ. Có, bạn nghe thấy tiếng của một cô gái là khóc ở phía dưới. Mình có thể... Mình đã nghe tiếng khóc này. Về cái hố này là đi thẳng xuống cái phía dưới. Nếu mà cái này rơi xuống phòng cô ấy thì mình có thể cho cô ấy những con mắt. Rồi, vâng. Choang. Tiếng khóc của cô gái đã dừng lại. Rồi, ta nên đi ra ngoài. Xếp. Ok. Bây giờ thì trước khi mà chúng ta... Tùng tùng. Chào cậu. Các người đàn ông đó nhìn thật là buồn. Cái cửa này. Mình phải... Ok. Đã sử dụng chìa khóa căn phòng. Rồi, chúng ta lấy được nhật ký của Maria. Mình tìm được một cái nhật ký. Có lẽ là đây là nhật ký của Maria. Đọc nhật ký chưa có. Bác sĩ, đã một năm rồi kể từ ngày tôi đến với biệt thự này. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đấy. Một con bé ăn xin nằm ở trên cầu. Cảm ơn, đồ ăn. Đưa cho tôi đồ ăn. Ai đó? Đồ ăn, ai đó? Một cô bé. Cô bé sẽ là một cái vật đồ dùng tốt trong một vài đồ đấy, trong một vài nhiệm công việc đấy. Thật là đáng thương để nhìn thấy một người gầy gò như thế này. Hãy tới nhà của ta làm ơn. Ta sẽ đưa cho con những cái quần áo và những món ăn ngon tuyệt vời. Nhom 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 nhom. Anime chiến ăn rồi. Ok. Xong rồi nhốt ở dưới này. Hãy ở đây một lúc nhé. Sẽ nói với gia đình của ta về cô, về con, gia đình. Ta có người vợ, một đứa con gái sắp lên 7 tuổi. Ta chắc chắn là họ sẽ chào đón con, gia đình. Oh god, tức là cái con bé này là con trẻ như thế này. Nhìn như thế này mà 3 năm sau mà thành người tình nhân của ông này. Ôi, oh god. À, oh, oh. Cái người đàn ông này được mang từ đây giống như mình ư? Những vết thương thật là tệ hại, nó hẳn là đau lắm. Có thể mình có thể làm cái gì đấy. Váy của mình sẽ không đủ. Nhưng mà chỉ cái phần vải còn lại mình có là... Ok, toàn bộ quần áo luôn. Ok. Em một sự ngạc nhiên. Đứng ở bờ vực của cái chết, ông ấy đã hồi phục một cách ngạc nhiên sau buổi đêm. Có vẻ như là ông ấy đã được chăm sóc một cách xuất sắc. Con đã chăm sóc ông ấy à? Vâng. Thật là khéo tay. Con là một tài năng mà đáng bất ngờ đấy. Cảm ơn con. Thật rất là tệ để một cái tài năng như này để lãng phí.
Tên của con là gì? Con là Maria. Maria, một cái tên đẹp. Maria, thì con sẽ trở thành trợ lý của ta chứ? Ta không muốn mất con, làm ơn hãy đứng ở bên cạnh ta. Con sẽ tin tưởng ca với phần còn lại của đời con chứ? Vâng. Mình đã rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là vì tôi đã cô đơn, nhưng mà ông đã làm tôi cảm thấy cần thiết. Ông đã cho tôi tình yêu. Chừng nào mà tôi vẫn còn được cần thiết thì tôi sẽ ở bên cạnh ông. Làm thế là tôi có thể sống mà không có ông được. Tôi yêu ông, bác sĩ. Do đoạn gạch cả em yêu anh, nhưng mà em nha. Mình đã chơi hết game rồi, mình biết mối quan hệ con này và ông ta rồi, nên mình cũng hơi bị tệ. Mình không giờ biết bất kỳ thứ gì về Maria sau tất cả. Maria hẳn là rất là yêu bố. Nhiều nhật ký như thế đấy, nhưng mình nghĩ không cần đọc những cái này. Về phòng Maria, chúng ta đã đọc hết rồi. Đi tiếp thôi. Sống nuôi rồi. Không có cửa. Một con kia đâu rồi? Không ổn nhá. Anh nhớ có sơ gì cho anh ấy. Mình chưa chơi nhưng mình xem người khác chơi rồi. Và game đấy thực sự mình sẽ không chơi lại như game này đâu. Tại vì thực sự game có sơ gì nó dài quá. Nó dài mà chưa có, mà kiểu cái cốt truyện nó cũng không hay theo mình ý. Mình khóa ở bên trong. Mình tìm thấy mắt rồi, của mình rồi. Mình có thể thấy, mình có thể thấy. Phải xinh thế. Cảm ơn cô. Nhận được một viên pha lê. Ngoài có gì? Ngạt. Mở được cái cửa. Cửa. Brum brum brum. Cưa. Ở đây nào. Mà mình nhớ không nhầm là yes, có trò này. Hả? Không phải là mình vừa xuống tầng sao? Mình cứ đi xuống là được. Rồi, xin chào. Cô đang giữ tôi khỏi việc đi tiến phía trước à? Đâu được. Tôi cần phải đi qua đây để cứu bố của tôi. Làm ơn hãy để tôi đi qua. Tôi có thể làm gì để thuyết phục cô? Đừng có spam, làm ơn. Hả? Sao cô lại đi theo tôi? Cô muốn đi về nhà ư? Cô muốn có đi ra ngoài ư? Tôi hiểu. Hãy đi với tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Hãy để tôi đi qua đây, được chứ? Cơ bể được cái nào á? Không dùng cưa được. Có một con quái vật. Hay nó chặn mình. Ở đây cũng có quái vật. Nó chặn mình luôn. Đây chỉ có một đường duy nhất thôi. Con kia đâu rồi? What? Đây là... đây đã, mình... Đây là... Một quần áo của người phụ nữ đấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bố, hãy đứng im được chứ? Bố, nào chúng ta nên bắt đầu nhỉ? Bố đang làm gì vậy? Thế để ta có được đôi tay đẹp đẽ đó. Dừng lại bố, đó là con. Mình không thể nói được. Không. Nữa ở đây. Ở dưới này thì sao? Nên là phải có Nobihara. Game tệ. Thực sự thấy game đấy tệ vãi. Với tất cả mọi người chơi RPG mình thấy Nobihara nó tệ vãi luôn ý. Nhưng ở đây là ý kiến của riêng mình à. Không di chuyển sang tất cả. Được cái viên pha lê. Cái người đàn ông chỉ đường vẫn còn đứng im, đứng nguyên. Mở trong chế độ chơi game lại một lần nữa. Được, cái này sẽ được mở để mình chơi game lại một lần nữa đúng không? Ủa, thế còn dài lắm đấy. Có vẻ như nó sẽ vỡ cái dễ dàng đâu. Mày cứ dọa tao đi, dọa đi. Dọa tao đi. Rồi. Nhìn được cái kéo. Kéo tính nhẹ, kéo kiểu kéo chữa bệnh. Đây một đống thỏ. Jax. Những con thỏ đó. Chúng nhìn rất giống là cầu tuyết. Achievement unlock bởi vì check bọn này á. Mình không muốn nhìn vào nó. Không muốn nhìn vào nó. Xong nổi trong một stream hôm nay. Xong, không xong nào được. Mình sẽ stream đến 12 giờ đêm nếu không xong nhá. Thoải mái đi. Bố luôn luôn đọc cái này có rất nhiều cái xác ở bên trong vì vậy mình không muốn nhìn vào nó. Cái giá trị mình đang che. Không bao giờ tha thứ, không bao giờ tha thứ. Đây lên đây. Có khổng lồ điên cuồng. Con bé này cũng hơi lạ thật. Nó nhìn xác người nó không sợ nhưng mà nó nhìn xác của con thỏ nó lại sợ. Có lẽ vì giống người bạn của nó. Nhìn được bên pha lê. Có cái gì không nhỉ? Đi con đi không? Con nhìn. Phải hết rồi. Bao nhiêu bên pha lê nhỉ? 15 rồi, còn 6 viên nữa. Nó không khó thế đâu. Mở trong chế độ chơi game lại. Đáp lại, nó bị khóa. Ui. Ra đây làm gì nhỉ? Mất rồi làm gì rồi? Bị khóa. Chết rồi. Cái ông già này không có chìa khóa vào phòng à? Chắc chạy lên trên. Nhớ đoạn này phải làm gì không nhỉ? Quên mất rồi. Nên check lại một thứ đi. Đâu phải tìm được cái gì đó. Hoặc là ai đó lại dọa mình nữa. Là gì không?
Bên dưới hỏi. Tiền nào? À, còn một phòng nữa ở đây. Nước ở trong cái gì rồi? Quên mất. Anh quên thật này. Bài viết mới nhất ở fanpage là tháng 1 năm 2019 rồi Đức ơi. Bạn ấy làm quản lý trang của mình không? Mình cho phép này. Mình ngại quản lý trang lắm. Rồi, chúng ta lấy được cái kéo này, chúng ta móc được cái chìa khóa này lên. Nhận được cái chìa khóa bị gì? Chúng ta phải rửa nó. Rồi. Chìa khóa bị gì? Ôi dồi ôi, hai tay nó mọc lên kìa. Dọa mình nữa đi. Chìa khóa. Ui. Trời. Con quả. Mình đi tiếp qua đây rồi. Cái bút, ok, lấy được cái pha lê trên tường. Cái này là gì không? Xác của một người. À, bên kia có gì đó kìa. Từ đấy nhá. Rồi, ta sẽ đi vào đây. Mình nhớ nhầm đoạn này khá là khó. À rồi. Rồi, khó thật. Có thứ gì đó đó. Ok, đừng có đi vào cái tầm nhìn của búp bê. Rồi, xuống dưới này. Này, đừng có dọa tao. Ok, đi qua lại một. Cửa kia. Cái này không dễ. Cái này không dễ tí nào. Có vẻ vẫn bình thường. Rồi. Xong. Nhận được cái chìa khóa sục giam. Ok. Có bao nhiêu game rồi nhỉ? 17. Lúc này 17 là đủ chứ nhỉ? Mở được cái cửa. Đừng dễ tao. Ok, chào anh. Anh này không gây hại mình này. Đầu viên phát lên. Đầu lâu. Đầu viên. Rồi. Ui. Gì đây? Dọa mình à? Sao? Quả. Wow.